Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trang. Mọi người thấy quả background ngày hôm nay có ok không? Chuyển sang nhà mới đến bây giờ mình tìm được một cái góc quay video mới cực kỳ ok luôn. Cho nên là hôm nay tất nhiên là phải bấm máy quay luôn cho mọi người. Vài ngày trước có một bạn comment trong video của Trang bảo là muốn Trang làm một cái video làm sao để chuyển từ một đứa cú đêm chuyển thành một người dậy sớm. Tất nhiên đối với một người từ ngày xưa, xưa có thói quen thức khuya như Trang, bây giờ phải đi làm công ty, phải đi học đại học, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 điều mà mình đã áp dụng để có thể dậy sớm được mỗi ngày mà không có cảm giác mệt mỏi. Và có thể là cuối video thì mình sẽ bonus cho mọi người một cái cách mà người Hàn đã chỉ cho mình để có thể thức dậy đúng cái khung giờ mọi người muốn thức dậy, cho nên là nhớ xem hết video nhá. Và tất nhiên cũng giống như mọi khi, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của Trang thì chào mừng các bạn đã đến với Gia Đình Tôn Nờ. Đừng quên like, subscribe và follow Trang trên Instagram nhá. Còn nếu các bạn đã quen thuộc với Trang rồi thì chúng mình đi thẳng vào video thôi. Nói trước với mọi người, đây là những cái cách mà Trang áp dụng thường ngày. Không nhất thiết là mọi người phải áp dụng cả 5 phương pháp này trong cùng một ngày. Mọi người có thể xem là tâm trạng hôm đấy, sức khỏe hôm đấy. Cách thứ nhất đấy chính là đặt báo thức đúng cái giờ cần phải dậy. Ở đây có ai tự tin nói với mình là khi mà chuông báo thức kêu thì các bạn lập tức dậy ra khỏi giường và không bấm cái nút báo lại không? Tất nhiên là mình không phải một trong số đấy. Đây là một cái bài học mà mình học được từ rất là nhiều lần mình bấm cái nút báo lại đấy, xong rồi cứ nghĩ đinh ninh trong đầu là à, mình vẫn còn thời gian để ngủ bởi vì là mình đã cố tình đặt chuông báo thức sớm. No, không bao giờ lên làm như vậy nha mọi người. Bởi vì trong đầu các bạn sẽ có cái suy nghĩ là à, các bạn có thể ngủ thêm, xong các bạn cứ bấm báo lại như vậy liên tục. Đảm bảo 10 ngày các bạn như vậy thì 9 ngày các bạn sẽ dậy muộn. Cho nên đối với bản thân mình, nếu như 7 giờ mình phải dậy thì mình chỉ đặt chuông đồng hồ là 6 giờ 50, 6 giờ 55 hoặc là đúng chính xác 7 giờ. Khi mà chuông đồng hồ nó kêu lên và các bạn dậy luôn đi thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái thói quen là vừa nghe tiếng một phát là các bạn sẽ mở mắt và các bạn sẽ dậy luôn. Và dần dần khi mà cái đấy trở thành thói quen rồi thì có những ngày các bạn còn dậy trước cả báo thức cơ. Còn nếu như các bạn cứ bấm điện thoại cho nó báo đi báo lại như vậy thì các bạn sẽ chỉ làm cho bản thân cảm thấy mệt hơn khi mà tỉnh dậy thôi. Bởi vì các bạn cứ ngủ rồi tỉnh ấy. Cho nên nhớ là 7 giờ dậy thì đặt chuông báo thức lúc 6 giờ 50, 6 giờ 55 hoặc là đúng 7 giờ chính xác nhá. Biện pháp thứ hai là các bạn cần phải thức dậy trong cùng một khung giờ. Bởi vì chúng mình bây giờ đang tập một cái thói quen thức dậy sớm. Mặc dù mình biết là nếu như các bạn còn đi học đại học thì các bạn không nhất thiết phải dậy đúng cùng một khung giờ vào mỗi ngày ấy, nhưng mà nếu như các bạn đang đi làm thì cái việc này nó rất là quan trọng. Tất nhiên mình biết là có một số bạn sẽ nghĩ là ở hôm nay tiết học của mình lúc 12 giờ thì mình đâu nhất thiết phải dậy lúc 9 giờ đâu, đúng không? Nhưng mà các bạn hãy cố suy nghĩ là mình đang tập thói quen dậy sớm, và trong cái khoảng thời gian khi các bạn chưa cần phải đến lớp thì các bạn có thể chuẩn bị này, tắm rửa và làm những việc khác. Đấy cũng là một phần lý do mà mình thích dậy sớm hơn là thức khuya, bởi vì mình có cảm giác là cái thời gian trong ngày của mình nó nhiều hơn ấy. Cách thứ ba là cái cách mà mình cảm thấy nó hiệu quả một phần và không hiệu quả một phần, tùy vào thói quen của từng người nhá. Và đấy chính là để cái báo thức của mọi người ở xa giường và mắc volume lên. Cái lý do mà mình nói cái này vừa hiệu quả vừa không hiệu quả đấy chính là bình thường trước khi đi ngủ thì mình thường dùng điện thoại, mà báo thức của mình cũng là đặt ở trên điện thoại. Cho nên cái hôm nào mình chơi điện thoại trước khi đi ngủ, xong rồi là mình lười để điện thoại đằng xa kia, xong rồi là mình ngủ quên đi á, thì cái cách này coi như là không có hiệu quả luôn. Hoặc là đối với một số bạn dùng iPhone và có thói quen dùng Siri như mình á, thì có những hôm mà mình cảm thấy là mình không thể nào mở mắt, không thể nào dậy được ấy, thì mình sẽ kiểu Hey Siri, turn off the alarm. Xong là thằng Siri nó cũng kiểu tinh tinh, ok, I'll turn off your alarm. Thế là xong mình ngủ luôn. Nhưng mà giả sử như những chuyện đấy không xảy ra thì cái phương pháp này nó cực kỳ hiệu quả ở chỗ là nó sẽ lôi được các bạn ra khỏi giường. Và cái tiếng chuông báo thức ấy, nếu như các bạn không tắt thì nó sẽ kêu liên tục, nó kêu rất là to bởi vì là mình đã max volume nó lên rồi mà. Cho nên là nếu như bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ phải dậy ra khỏi giường, đi đến chỗ báo thức và tắt cái báo thức đấy. Thế cho nên là mình cảm thấy cái cách này nó hiệu quả thì rất là hiệu quả, mà nó không hiệu quả thì nó cực kỳ là không hiệu quả luôn ấy. Phương pháp thứ tư thì mình muốn nói đến cái thói quen của mọi người khi mà mọi người thức dậy. Đây là một cái thói quen mà mình đã tập cho bản thân mình từ năm 3 đại học, và đến bây giờ mình vẫn tiếp tục cái thói quen đấy, và mình không thể nào ngủ nướng được quá lâu, cũng không hề có cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng luôn. Và trong cái thói quen đấy nó chỉ có 2 bước thôi. 1 là không sử dụng điện thoại, 2 là uống thật nhiều nước. Riêng cái việc thức dậy ở buổi sáng là nó đã đủ mệt mỏi rồi, nếu như các bạn còn mở mắt ra một phát là dùng điện thoại ấy, thì nó sẽ khiến cho cái não và cái mắt của mọi người càng mệt mỏi hơn. Mọi người cũng biết là khi mà mọi người lướt điện thoại ấy, thì cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, đúng không? Đặc biệt là khi mà mọi người lướt TikTok. Có rất là nhiều lần mình hứa với bản thân mình là mình sẽ lướt điện thoại cho đến đúng 7 giờ là mình ra khỏi giường. Lướt xong nhìn đồng hồ, ui dồi ôi, 8 giờ. Và chưa kể là những cái thông tin, những cái video và những cái điều mọi người nhìn thấy ở trên điện thoại vào buổi sáng sớm hôm đấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người cả ngày hôm đấy nữa ấy. Với cái thói quen thứ hai là cái thói quen uống nước khi mà vừa mới tỉnh dậy, thì mình đã nói về cái thói quen này từ rất là lâu đến nay rồi. Bình thường sau cái giấc ngủ của mọi người thì cơ thể của các bạn sẽ rất là thiếu nước do cái quá trình các bạn hô hấp và cái quá trình trao đổi chất. Và tất nhiên là khi mà các bạn thiếu nước thì các bạn sẽ rất là mệt mỏi và thiếu tập trung. Thế cho nên là mình luôn luôn đảm bảo khi mà mình vừa mở mắt dậy và ra khỏi giường thì mình sẽ cho vào người tầm 500ml ml nước để cho cái hệ thần kinh của mình nó hoạt động lại bình thường và giúp bổ sung lại cái lượng nước mà mình tiêu hao trong giấc ngủ của mình ấy. Sáng của tôi đây mọi người, cái này là hơn 500 ml nước một tí vì tôi lấy hơi quá, nhưng mà thôi không sao, cứ uống đại đi. Cái này là nước hơi ấm một xíu nhá, tôi vừa mới ngủ dậy là tôi đi đong nước tôi uống luôn á. Cái này là cái để đựng đồ ăn thừa, nhưng mà bởi vì là trong nhà không có cái nào để đong cả cho nên là tôi phải uống vào xong cái này. Và mình đảm bảo với mọi người là nếu như mọi người làm theo hai cái thói quen này của mình thì mọi người sẽ không hề cảm thấy mệt mỏi khi mà thức dậy buổi sớm. Cách thứ 5 mà mình muốn chia sẻ cho mọi người là cách mà người yêu mình đã chỉ cho mình. Đây là một cái cách mà người yêu mình nghe khoa học chứng minh và làm theo, thấy rất ok cho nên là chia sẻ cho mình. Và mình cũng làm thử và mình cảm thấy rất là ok cho nên bây giờ mình muốn chia sẻ lại cho mọi người. Đây cũng là một cái cách mà các nhà phi hành gia đã thực hiện khi mà từ không trung trở về trái đất. Thế cho nên là cái này gọi là được khoa học chứng minh luôn á. Không trung về đến trái đất, từ không gian về đến trái đất, từ ngoài vũ trụ, từ ngoài vũ trụ về đến trái đất. Nếu bạn là một người có thời gian biểu ngày đêm cực kỳ hỗn loạn và bạn muốn tập cho bản thân cái thói quen dậy sớm thì đây là cách mà mọi người làm. Thì mọi người sẽ phải nhịn ăn từ tối ngày hôm nay cho đến sáng ngày hôm sau. Giả sử như mọi người 7 giờ là phải dậy thì cái bữa đầu tiên mọi người ăn và cái giọt nước đầu tiên mọi người uống sẽ phải là lúc 7 giờ. Nếu như mọi người thực hiện được như vậy thì sang ngày hôm sau mọi người sẽ tự giác dậy lúc 7 giờ luôn. Tất nhiên là vào những cái ngày đầu của cái thời gian biểu mới này mọi người vẫn sẽ phải sử dụng cái sự trợ giúp của báo thức. Và cuối cùng là mình xin phép chia sẻ một cái cách mà người Hàn đã chỉ cho mình. Thì cái cách này chưa có khoa học nào chứng minh, mình cũng không hiểu tại sao nó lại hiệu quả, nhưng mà nó cực kỳ có hiệu quả và mình được truyền tai từ những người Hàn mà mình quen. Nhưng mà các bạn phải làm đúng theo thứ tự và không được làm sai các bước cơ. Vẫn là giả sử các bạn phải dậy lúc 7 giờ nhá. Trước khi đặt đầu xuống gối, các bạn sẽ nhìn thẳng vào gối, xong rồi các bạn sẽ đấm vào gối, vừa đấm vừa kêu 7 giờ, 7 giờ, 7 giờ. Sau các bạn nằm xuống các bạn ngủ luôn. Mình thấy mọi người là cách này nó hiệu quả. Mình chưa bao giờ nghe ai ở Việt Nam hay là bố mẹ mình chỉ cho mình cái cách này, nhưng mà sang Hàn mình gặp những người bạn mà người ta kể là người ta luôn luôn làm theo cái biện pháp này. Các bạn sẽ đấm vào gối 3 lần và vừa đấm các bạn sẽ vừa nói cái giờ mà các bạn cần phải dậy. 3 lần thôi, không cần phải hét to đâu, các bạn chỉ cần nói thôi. 7 giờ, 7 giờ, 7 giờ, nằm xuống, ngủ luôn. Tôi đã không muốn tin vào cái chuyện này. Tôi đã thật sự không muốn tin vào cái chuyện này cho đến khi tôi thử và tôi đã dậy đúng cái giờ đấy. Mình vừa mới skincare xong, mình chuẩn bị đi ngủ và bây giờ mình sẽ show cho mọi người cách thực hiện cái bước này. Đây là cái gối của mình và mình có cái chăn của mình ở đây. 7 giờ, 7 giờ, 7 giờ. Và đấy là cách các bạn thực hiện cái bước này. 그리고 가운데 있지, 베개 가운데. 거기를 주먹으로 존나 세게 때리면서 7시, 7시, 7시 하고 바로 자야 돼. Anyway, vừa rồi là những cái cách mà mình đã áp dụng của bản thân theo cái trải nghiệm của bản thân và hiện tại vẫn đang sử dụng để biến bản thân mình từ một con cú đêm, xuyên đêm thường xuyên trở thành một cái con người mà dậy rất là sớm và không hề mệt mỏi mỗi buổi sáng. Nếu như các bạn có một cái biện pháp nào khác hoặc là một cái thói quen nào khác để thức dậy sớm thì đừng quên comment xuống dưới để những người khác cùng xem nhé. Mình mong là cái video của mình đã có ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Chúc mọi người một ngày tốt lành và Trang sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Mua, bye bye.